Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Clip này thì mình sẽ làm về cây Sovel Champion Collection. Cây xếp súng này thì mình đã làm mỗi cây DE thôi. Còn cây AK với lại cây xẻng thì nó chưa có cho mình nên mình chưa test được. Về cây AK thì mình sẽ có clip sau và mình sẽ test xẻng trước. Tại vì xẻng lâu rồi chưa chơi cận chiến. Rồi, ở bên China, dạo này đang đứt cáp nên rất là lag. Đấy, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những màn chém cực kỳ là ảo lòi ấy, chết ảo mắc ảo luôn. Nãy thì mình vào bắn cơ nhưng thấy ping lag quá mình không làm được nên mình tính qua làm cây xẻng, mà xẻng nó chém ảo lòi luôn ấy, quá là hư cấu. Vâng, không phải là xẻng chém ảo lòi mà cái ping của mình đấy, nó hơn 100x mà. Dã man, chúng tôi gọi đây là mạng giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag. Việt Nam gì đấy bạn ơi, ngồi lấp ló trong đấy quay tay à? Rồi, mình đã phá vỡ hạnh phúc của người ta. Holy shit. Lại đây, rồi, toàn xẻng rồi. Hôm nay thì nó free nên anh em sẽ cầm xẻng vào đây rất là nhiều. Nói chung là khựa thôi. Nói thẳng ra là khựa. Này thì khựa. Ôi đậu xanh hay lắm đêm à. Được. Vâng, chém rất là ảo lòi. Đấy, nên mình chết cũng rất là hư cấu. Lại đây. Rồi thôi xong rồi. Chém thêm cùng chết. Anh em vào đấy nó phải nằm xuống ấy. Rồi lại đây. Xẻng thì dễ chơi rồi. Một cái vũ khí mà nó dễ chơi như là cái đồ VIP ấy. Đây rồi. Từ đây nào mình móc nó mà. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm cái gì thế này? Đang một pha highlight tự dưng vào phích mạng. Đây, thôi, xẻng VIP này. Rồi, một bé. Lại đây bạn ơi, lại đây. Rồi, thôi. Té. Ôi giời, biết ngay rồi, mạng mình đang lag nên mình chạy cho nó chắc chuyện. Từ đây nào, nó chém từ trong cái hàng rào qua bên này mình mới chết. Rồi, mình sẽ giết người ta một cách cực kỳ ảo lòi. Đấy, cho các bạn xem nó, cho nó đã mắt. Siêu ảo lòi luôn. Kiểu như là hiện kill sau ấy. Đấy. Cực kỳ bẩn bựa. À, đuổi theo này. Thích không? Thích không? Đây đây đây. Đây đây đây. Ô, rồi đúng rồi, phải hiện kill nhỉ? Hiện kill hơi bị muộn. Đây đây. Chơi không? Đấy, em sẽ được chiêm ngưỡng những cái pha cực kỳ là ảo lòi và đầy tính chất hư cấu. Đây rồi, đôi giày. Nhân vật gì ta quên rồi. Nhân vật Athena hay gì gì đấy. Đây, đây. Cứ lượn vào đây. Lượn vào đây 40 cân. Rồi. Úi giời. Úi giời, đậu xanh nữa. Cái pha chết hết sức nhảm lòi. Quá là mệt mỏi quá. Chúng ta sẽ chơi theo phong cách là ăn thua đi. Chơi như này đập linh tinh dễ sơ mản quá. Nói chung là đối với mạng lag như này thì những cái chỗ đông đông này không nên lao vào, tại vì cái xẻng nó lạc một cái là mình thịch ngay. Và mạng lag thì rất là dễ lạc lắm, cái đường kill nó dễ lạc vào người mình, tại vì mình bị lag mà mình sẽ chậm hơn người ta. Đấy, có sai đâu, mình chậm hơn người ta rất là mất tầm 3 đến 5 giây đấy chứ không phải đùa. Hãy chơi chậm hơn người ta nhưng vẫn ăn được người ta. Chúng tôi gọi đây là chất. Chất như nước chất ý. Thế lượn vào đây. Lượn vào đây. Úi giời. Vâng, anh ấy lướt ra khỏi rồi. Nhưng đéo biết tại sao mình chết. Và cả phòng này chắc chắn là sẽ chát lên một câu: hey kìa, đậu xanh. Thằng này chơi cái kiểu gì mà chém như hết ý. Cái mặt thì nó lướt ra tận đằng xa rồi. Mình cái lúc chết xuống thì đéo hiểu tại sao thôi. Mình sẽ tiếp tục cả trận nữa. Rồi tôi xong rồi, bị lag nữa rồi, không load được game. Vâng, không load được game thì mình phải thoát game vào lại anh em ạ. Dã man, mạng lag đấy. Tôi chán cực. Rồi, hôm nay thì có cả xẻng VIP.
Nhưng xẻng VIP thì nó thường quá rồi. Xẻng VIP thì chém bá lắm. Nó cứ quạt như là quạt giấy anh em ạ. Cứ lao vào quạt thôi. Anh em cứ lần lượt nằm xuống. Rồi. Ơ, đậu xe nhà của mình. Cái pha đấy mà thằng kia nó không ăn thì cái thằng đấy của mình rồi. Ơ, chưa hiện kill anh. Rồi. Không hiện kill thì hơi muộn rồi. Ơ, hai bé luôn, double kill. Quá là hư cấu. Rồi, tay chết mắc hư cấu anh em ạ. Chắc chắn mình sẽ bị ăn report. Tại vì chém người quá hư cấu. Kiểu như là hack lượn qua mặt rồi. Thế đấy nào lại chết. Rồi. Hai con bò đang đâm nhau. Mà ruồi mỗi cứ thích cho bầu vào. Bảo làm sao không chết được. Rồi, bơi vào đây. Bơi vào đây. Rồi, riêng cái vũ khí gì thì mình không nói. Đối với xẻng thì mình ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Bao cả lag nhá. Bao cả lag luôn. Tại vì xẻng nó rất là dễ chơi. Mà bên China ấy, xẻng nó bá lắm. Chứ còn bên Việt Nam thì mình nó lu mờ cực ấy. Không thể cái xẻng này nó không thể bá như bên này được. Đấy. Rồi, cái thằng này mà đúng cái mạng ngon thì là nó lại tịch rồi. Ngọt. Hai mạng. Lượn vào đây. Ôi giời ơi, tí nữa. Mạng mình mà nhanh tí nữa là thằng kia nó tịch rồi. Đập vào người không chết. Bạn dã man thật. Lúc nào mình đập trước nó mà. Bọn này mạng không lát thì mình lùa có một tí thôi. Mình hay chơi xẻng lắm. Bên này tại vì xẻng nó bá mà. Nên phải gọi như là bá như lại TMP bên Việt Nam ấy. TMP bá cỡ nào thì bên này xẻng nó bá cỡ đấy. Trời ơi. Ghê đấy. Đấy, sau này xẻng show vô Bon Beat về đập như hack để anh em lại cứ bảo ô, không fix dam đi. Không fix dam đi. Rồi, tay. Được cái chết hư cấu nhìn vui mắt thôi anh em ạ. Chết hư cấu rồi. Hay lắm. Hay lắm DM. Ô, nghĩ gì? Nghĩ gì? Này đi. Úi giời ơi, không chết thằng nào. Rồi. Chết được một thằng mà phải nằm xuống rồi. Anh em công nhận là chém như hết không? Đích nào? Chém vài giây nó mới rớt xuống. Mắc hư cấu. Bảo làm sao người ta không nghi được. Rồi, nếu mà rồi, cái hạt này có bị ban thì cũng chịu thôi. Tại vì cái tội nó lag mà. Lag thì chém như hack. Mà như hack thì sẽ bị report. Này thì lượn vào đây này. Bố mày đã sợ mày quá đấy. Rồi, kết thúc rồi. Đơn giản mà. Cho dù mạng lag. Cơ bản là mình cho em xem cái kêu nó chết ảo lòi thôi. Chứ còn mà cái xẻng này thì nó cũng bình thường. Nó chẳng qua nó đẹp hơn một tí thôi. Nó không khác gì cái xẻng là DF. Tay. Thế thôi. Đơn giản phết nhở. Thế còn hư cấu nữa. Mày nồi. Clip mà chém xẻng hư cấu nhất mình từng thấy. Hiện tại mạng đang đứt cáp thì anh em nào muốn thưởng thức sự hư cấu thì cứ vào chơi thôi. Cứ mà phải chơi hay nha. Chơi mà như kiểu mới chơi thì thôi, vào đập sấp mặt. Ok, bye bye mọi người. Cứ tưởng là lát không vào được.